Giáo phận Xuân Lộc sắp có 21 tân linh mục. Tin yêu Chúa xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, theo thông báo của Tòa Giám mục Xuân Lộc, vào lúc 8 giờ 30 thứ Năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023, tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc, sẽ quyền chức linh mục cho 21 tân chức. Sau đây là danh sách các tân chức. Tòa Giám mục Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai. Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 31 tháng 7 năm 2023, kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo hữu Giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, để chuẩn bị cho việc phong chức linh mục kỳ này, tôi thông báo cho anh chị em biết danh sách 21 thầy phó tế thuộc Giáo phận Xuân Lộc như sau. 1. Thầy Giuse Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Định Quán. 2. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Trương, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Lai Ổn. 3. Thầy An Tôn Phạm Trọng Đức, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Thái Hiệp. 4. Thầy Đa Minh Đỗ Huy Hòa, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Bình Minh. 5. Thầy Gioan Bautista Trần Đức Hòa, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Xuân Trường. 6. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Khâm, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Phương Lâm. 7. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Bắc Thần. 8. Thầy Martino Nguyễn Công Minh, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Lộ Đức. 9. Thầy Giuse Văn Nhật Minh, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Tân Mai. 10. Thầy Giuse Bùi Thanh Nhàn, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Biên Hòa. 11. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Minh Nhật, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Xuân Khánh. 12. Thầy An Tôn Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Tâm. 13. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Thái Hoàng Quân, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 14. Thầy Giuse Kiệu Thanh Quý, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Thọ Lộc. 15. Thầy Martino Vũ Thiện Sang, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Dĩ An. 16. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1992, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Long Thành. 17. Thầy Giuse Viên Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Chính Tòa. 18. Thầy An Tôn Mai Quốc Ký, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Hà Nội. 19. Thầy Đa Minh Trần Quang Trung, sinh năm 1991, hiện đang phục vụ tại Tòa Giám mục. 20. Thầy Matthew Nguyễn Trần Vũ, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại Trường Cao đẳng Hòa Bình. 21. Thầy Gioan Bautista Phan Hoài Vũ, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại Giáo họ Biệt Lập, Sóc Lu. Xin quý cha và quý bề trên thông báo danh sách này tại các nhà thờ giáo xứ giáo họ và dòng tu trong toàn giáo phận trong các thánh lễ. Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày 6 tháng 8 năm 2023. Chúa Nhật thứ 19 thường niên, ngày 13 tháng 8 năm 2023. Chúa Nhật thứ 20 thường niên, ngày 20 tháng 8 năm 2023.
Ai thấy có vấn đề gì ngăn trở việc chịu chức của các thầy nói trên, xin cho tôi biết bằng cách gửi thư kín hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hạn chót là thứ ba, ngày 22 tháng 8 năm 2023. Thư kín cần ghi họ tên và số điện thoại của người gửi. Thư nặc danh sẽ không có giá trị. Nếu không có gì ngăn trở, thánh lễ phong chức linh mục sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa vào lúc 8 giờ 30 phút thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023. Về thánh lễ quyền chức, xin mọi người tuân theo những chỉ dẫn của ban tổ chức. Xin các cha cùng đến tham dự thánh lễ này để diễn tả tình hiệp thông trong linh mục đoàn. Về việc tổ chức liên hoan ăn mừng trong ngày lễ quyền chức và các ngày lễ tạ ơn, xin các cha và các gia đình của các tân chức theo quy định chung và truyền thống tốt đẹp của giáo phận, đơn giản và tiết kiệm. Nguyện chúc anh chị em tràn đầy ân sủng, niềm vui và bình an của Chúa. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi và các thầy tiến chức của chúng ta. Thân mến, chào anh chị em đã ký và đóng dấu. Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.